Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài mới của cái chương 7. Chương 7 hôm trước mình học gì nhỉ? Mình học lăng kính, ok. Rồi, thì sau lăng kính á, đây là một bài mà cũng là quan trọng, rất là quan trọng với nhiều ứng dụng trong khúc xạ ánh sáng rồi các kiểu. Và đi thi đặc biệt là thằng này rất nhiều nha. Nên là các bạn coi kỹ lại video mình đã giảng, ok. Rồi, hôm nay á, sau lăng kính chúng ta sẽ tiếp tục với tới một cái bài cũng là quan trọng không kém, đó là gì? Thấu kính mỏng á. Thấu kính mỏng, ok nè. Thấu kính mỏng. À, theo thấu kính mỏng là cái bài nó nói về những gì? Thấu kính mỏng á, đầu tiên thì muốn biết thấu kính mỏng là gì thì mình cần phải vào định nghĩa trước đã nha. Thì đây, định nghĩa đầu tiên luôn, thấu kính nè. Người ta định nghĩa thấu kính nè: thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt phẳng cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt cầu. Đây nè, đây, hai mặt phẳng cầu nghĩa là sao? Đây các bạn nhìn đây, đây là một thấu kính, ok. Nhìn hình, đây là thấu kính nè. Thấu kính, ok. Thì nó bị giới hạn bởi hai mặt phẳng cầu nghĩa là sao? Nhìn đây, đây nè, các bạn lấy, đấy, nếu mà bạn nối dài đường này ra, bạn nối dài đường này ra, thì hai cái đường này cuối cùng nó sẽ được một mặt cầu, ok. Nên đây nè, rõ ràng cái hình này bị giới hạn bởi hai mặt cầu, đúng không? Đây một mặt cầu mà số 1 nè, nó có bán kính là R1 nè. Mặt cầu số 2 có bán kính là R2 nè. Đúng không? Nhìn rõ ràng, để anh vẽ lại cho các bạn dễ hình dung hơn nha. Đây mình có một gì? Mình có một thấu kính phân kỳ. À, thấu kính gì thì từ từ nói nha. Chứ các bạn chỉ hiểu đơn giản đây là thấu kính thôi. Đây nó bị giới hạn bởi hai mặt cầu. Mặt cầu thứ nhất là như thế này. Dễ dàng nhìn thấy được đây. Mặt cầu thứ nhất đây, mặt cầu thứ hai đây, ok. Và mỗi mặt cầu này nó sẽ có một bán kính riêng là R1 và R2, được chưa mấy bạn? Nên dựa vào định nghĩa người ta nói là thấu kính là một khối chất trong suốt bị giới hạn bởi hai mặt cầu, rồi hoặc là một mặt phẳng và một mặt cầu. Thế một mặt phẳng và một mặt cầu nó có hình dạng như thế nào? Đây, đây một mặt phẳng và một cầu này như thế này. Một mặt phẳng, ok, một mặt cầu. À, cong như thế này, cong cong như thế này. Đấy, đây mặt phẳng này, đây là mặt phẳng thứ nhất này, đây là mặt cầu nè. Rõ ràng nó bị giới hạn bởi hai mặt này, đúng không? Và từ đây định nghĩa hoàn toàn chính xác ha. Tương tự như thế cho việc các bạn kiếm ra được cái mặt cầu và mặt phẳng của thấu kính bên này, ok. Rồi thì thấu kính á, nó có hai loại chủ yếu sau đây mà chúng ta sẽ học ở trong chương trình này á, thì chúng ta sẽ học hai loại này thôi, đó là gì? À, thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ, ok. À đây, mà dựa vào đây nữa nè, từ định nghĩa này thì chúng ta có được gì? Thấu kính rìa mỏng, ok. Rồi gì nữa? Thấu kính rìa dày, thấu kính nhá, thiếu chữ kính. Thấu kính rìa dày, ok. Thế rìa mỏng rìa dày là sao? Các bạn nhìn nè, thấu kính rìa mỏng trước tiên nha. Thấu kính rìa mỏng trước là thấu kính sao? Đây, đây chính là thấu kính rìa mỏng đây. À, đó, hai rìa này, hai rìa bên đây nó mỏng nè, đúng không? Hai mép bên đây nó mỏng nè, nên mình gọi là thấu kính rìa mỏng, ok. Và thấu kính này người ta gọi đó là gì? Thấu kính phân kỳ, được chưa? Phân kỳ. Rồi thế thấu kính rìa dày là sao? Đây anh vẽ đây, đây thấu kính rìa dày là thấu kính như thế này nè. À đây, hai rìa nè, hai rìa nè, nó dày không? Dày. À, và thấu kính này người ta gọi là gì? Là thấu kính, ê cái này là hội tụ chứ anh nhầm nha, hội tụ. Còn đây là thấu kính phân kỳ, ok. Rồi thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu tại sao nó gọi là hội tụ và tại sao nó gọi là phân kỳ nha. Rồi tiếp tục. Ờ, định nghĩa đây, trong không khí thấu kính mỏng là thấu kính hội tụ. Rồi đấy, đấy, đây là câu mà anh vừa nói này. Rồi gì nữa? Hai, đường đi của tia sáng qua thấu kính. Đây, tia sáng qua quang tâm ô thì không đổi phương, nghĩa là sao? Đây nè, đây giả dụ anh có một thấu kính. Thấu kính là thấu kính gì?
thấu kính phân kỳ đi. À không, bất cứ một thấu kính nào cũng vậy thôi. Đây, giả dụ có một thấu kính như thế này. À, vẽ luôn như thế này đi. Đó. Đây, ánh sáng đây quan tâm ô ở đây nè. Ánh sáng truyền như thế này qua quan tâm ô, không đảo phương nghe sao, tiếp tục đi thẳng. Đó, ok chưa? Rồi, bạn cho nó đi qua hướng hợp với góc này, nó cũng đi thẳng. Bạn cho nó đi qua một cái hướng hợp với một góc khác, nó cũng đi thẳng. À ha, nghĩa là với mọi tia sáng đi qua quang tâm ô thì sao? Luôn luôn ánh sáng luôn luôn truyền thẳng, được chưa? À, cái này là luôn đúng nè. Luôn đúng. Cho cả hai thấu kính ha, hai loại thấu kính. Cái nào cũng vậy, thấu kính nào cũng vậy, miễn là thấu kính thì đi qua quang tâm ô, ánh sáng không lệch phương, được chưa? Rồi. À, nó, rồi tiếp theo nó nói gì? Đây, phần này check ok được nè. Thế phần tiếp theo nó nói gì? Tia sáng song song với trục chính cho tia ló hoặc đường kéo dài qua tia điểm ảnh. Rồi, đây nè. Bắt đầu nó có, mình đi nhanh hơn xíu nha. Đây. Rồi. Giả dụ anh có một thấu kính như thế này. Thấu kính mà là thấu kính hội tụ đi thì sao? À, nó ký hiệu như thế này, một đường thẳng và hai mũi tên ở hai đầu, được chưa? Đây là đường đi qua quang tâm ô nè, trục chính á. Rồi. Bây giờ mỗi thấu kính nhé sẽ có một tiêu điểm ảnh nhất định. Đây F và đây là F phẩy, được chưa? Mỗi thấu kính đều có một tiêu điểm ảnh nhất định và đoạn này, hai đoạn này bằng nhau, ok chưa? Rồi. Tia sáng song song với trục chính. Đó, song song với trục chính. Rồi, cho tia ló hoặc đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh. À, nghĩa là khi mà ánh sáng cho song song với trục chính đây, song song với trục chính là như thế này. Thì tia ló nó sao? Tia ló, tia bên đây là tia tới nè, tia tới nè. Bên đây là gì? Tia ló, ok. Tia ló bên đây nó sẽ đi qua tiêu điểm ảnh. À, nó đi qua đây, đi qua điểm F này. À, được chưa? Nghĩa là ánh sáng đi đang truyền thẳng thế này, à, nó qua lăng kính thì nó bị đổi hướng, mà chỉ đúng khi mà truyền song song thôi, ok. Truyền khác thì nó không tùy nữa. Rất nhiều trường hợp mà mình đang sát với trường hợp nó truyền song song thì tia ló luôn luôn qua tiêu điểm, được chưa? Rồi gì nữa nhỉ? Rồi, tương tự như thế thì đây anh lại có một thấu kính hội tụ như thế này. À, đây ký hiệu như thế này là thấu kính hội tụ nha, mà đây là F nè, đây là F phẩy nè. Bây giờ nếu cho tia sáng đi qua F, ok, ánh sáng đi qua F, đây ánh sáng đi qua F thì tia ló, đây là tia tới nè, đây thì tia ló nó sao, nó song song với lại trục chính, được chưa? Đây thì chẳng qua nó là ngược lại thôi, ban đầu ánh sáng đi bên đây thì nó đi qua tiêu điểm, thì bây giờ nè ngược lại ánh sáng đi qua tiêu điểm thì qua đây cũng phải song song. Ok, đây là hai quá trình gọi là nghịch ngược nhau thôi, nhưng mà nó luôn luôn là như thế, định luật rồi ha. Rồi sao nữa nha, tiếp nè. Tiêu cự, mặt phẳng, tiêu diện. À, đây là tiêu điểm, đây là tiêu điểm, F là tiêu điểm, được chưa? Đây F là tiêu điểm, cái điểm này là tiêu điểm, ok. Còn cái khoảng cách từ đây đến đây mình gọi là tiêu cự. À, nó hơi lằng ngoằng xíu thôi, nhưng mà để ý xíu là các bạn sẽ nhớ thôi, được chưa? Rồi. À, lại phiền phức xíu nè. Người ta nói, người ta quy ước là thấu kính hội tụ thì F, thấu kính hội tụ nha, hội tụ nha, thì F nè là gì? Là tiêu cự đó. Nó lớn hơn không? À, thấu kính phân kỳ thì tiêu cự bé ăn không, ok, tiêu cự nha. Nghĩa là trong các công thức khác á, trong các công thức mà các bạn tính á, thì khi mà bài toán nó cho là một thấu kính hội tụ thì cái F nó là một số dương. À, trong các bài toán nha, trong các bài toán, được chưa? Thì cái công thì các bạn F á, nó là số dương khi và chỉ khi đó là thấu kính hội tụ thôi. Và ngược lại âm thì nó là gì? Thấu kính phân kỳ. Ok, các bạn note lại dòng này nha. Tại vì nếu mà lớn cứng thì dễ sai lắm. Mấy phần này không đáng sai đâu.
nên là nó lại để ý kỹ những khúc này đừng sai là được. Ok, chụp phụ, các tiêu điểm phụ và tiêu diện. Mọi đường thẳng qua quan tâm ô nhưng không trùng với chụp chính đều gọi là chụp phụ. Là sao? Đây, đây nè, mọi quan tâm ô là ở đây đúng không? Ok, chụp chính, đây là chụp chính, chụp chính, ok, đây là chụp chính. Rồi, mọi đường thẳng đi qua quan tâm ô là đường này cũng được, đường thẳng nhá, đi qua đường này cũng được, đường bất cứ đường nào được, rất nhiều vô số đường đi qua quan tâm ô, tất cả này đều gọi là chụp phụ cả, được chưa? Chụp phụ, chụp phụ. Đó, vô cùng dễ hiểu thôi. Mình chọn một chụp chính thì tất cả những thằng còn lại là chụp phụ, được chưa? Đấy. À, chụp phụ vuông góc với lại chụp chính thì vuông góc với lại lăng kính thôi, còn chụp phụ thì nó chỉ đi qua quan tâm. Rồi. Đến những phần tiếp theo nè. Các công thức mình cùng tìm hiểu về những cái gọi là các công thức về thấu kính nha. Cơ bản đấy. Tiêu cự và độ tụ. Đầu tiên là tiêu cự với độ tụ. Tiêu cự là chỉ số đại số của F của khoảng cách từ quan tâm ô đến các điểm, các tiêu điểm chính với quy ước là quy ước anh vừa nói đây, đóng khung lại, mình sẽ dùng rất nhiều sau này. Ok. Và chỉ tuyệt đối của F thì bằng OF, bằng OF phẩy. OF phẩy là cái nào vậy? OF phẩy là cái này nè. Đây, OF nè. OF nè. OF phẩy nè. Và bằng F. Tất cả hai này đều bằng F cả. Chỉ tuyệt đối F nha. Rồi, sao nữa? Khả năng hội tụ hay phân kỳ chùm sáng của thấu kính được đặt trưng bên độ tụ. Ok, thêm một cái phần khá là hay ho nữa, đó là độ tụ. Một định nghĩa mới nha. Người ta định nghĩa độ tụ là sao? Độ tụ D, độ tụ có công thức là D. D bằng 1 chia F. Nghĩa là sao vậy? Người ta quan sát được á, khi mà truyền một tia sáng qua một lăng kính, đây lăng kính đây, truyền tia sáng qua lăng kính, nếu mà đây qua đây nó bị bẻ ít, nó bẻ qua đây là F phẩy nha, bên đây là F phẩy thì bên đây là F luôn, thì cái giữa, ở giữa đây khoảng cách đây là F gì nữa, vì đây là thấu kính hội tụ nên F nó dương, mình cứ hiểu như thế là được rồi. Ok, nhưng mà có một thấu kính khác mình truyền cũng tia sáng đó, cũng một khoảng cách, một cái quan tâm ô một khoảng nhất định, cũng là qua đó, nhưng mà tới đây nó bị bẻ ở đây luôn, hay chưa, nó bị bẻ ở đây luôn, và lúc đó tiêu cự nó nhỏ. Thế bây giờ người ta hỏi là hai thấu kính này, đây là thấu kính 1, đây là thấu kính 2. Người ta hỏi là thấu kính 1 với thấu kính 2 cái nào có khả năng bẻ ánh sáng tốt hơn. Và người ta thấy là nếu mà ánh sáng bị bẻ nhiều hơn nè, bẻ gãy nhiều hơn này, đây rõ ràng bên đây chỉ bẻ là qua đây thôi đúng không, bên nó bẻ gập xuống đây luôn mà, thì cái đó có một cái độ tụ. Tụ là sao? Là làm cho ánh sáng nó hội tụ về gần mà nó hơn á. Thì khi nào tụ càng lớn, càng lớn thì F lại càng nhỏ đúng không? Rõ ràng đây tụ ít nè, đây là ở xa xa đây nè, thì F này nó khá lớn, nhưng mà đây tụ nhiều F lại nhỏ. Nhiều tụ càng lớn thì F càng nhỏ đúng không? Ngược lại F càng nhỏ thì tụ càng F càng lớn thì tụ càng nhỏ, nên người ta ký hiệu một cái gọi là dễ nhớ thôi là D sẽ bằng gì? 1 chia F tỷ lệ nghịch với F. Ok, đây chỉ là một công thức định nghĩa thôi để người ta biết được là sao? Là cái thấu kính đó nó có khả năng bẻ gãy ánh sáng tốt đến chừng nào. Được chưa? Và sau rất nhiều cái phép biến đổi khác thì sao? D bằng 1 chia F và bằng luôn là cái này nè, N của thấu kính nè, chia cho N của môi trường trừ 1, nhưng cho 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Công thức này là sao vậy? Khá là nhức đầu đấy. Đây. Thế bây giờ sẽ giải thích nha.
NTK là gì? Đây là N của thấu kính, TK là thấu kính. Được chưa? NMT là gì? Là N của môi trường mà thấu kính được đặt trong đó. Rồi. R1 là gì? Là mặt cầu giới hạn. Thứ nhất, đây là mặt cầu giới hạn. Thứ hai, vì sao vậy? Như định nghĩa ban đầu á, là thấu kính là một khối trước trong suốt được giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng mà. Ok, hai mặt cầu thì hai mặt cầu sẽ có một bán kính R1 và bán kính R2, đúng không? Rồi. Bây giờ mình giải thử bạn một bài nha. Đề rồi. Giải thử cho các bạn nhớ thôi. Bây giờ nè. Nếu mà nó cho là chiết xuất của thấu kính, cho chiết xuất của thấu kính. Chiết xuất của thấu kính. Thấu kính. Ok, chiết xuất của thấu kính. Hội tụ. Hội tụ là N. Ok. Chiết xuất của thấu kính hội tụ là N. Rồi, đặt trong gì? Đặt trong không khí. Biết là hai mặt phẳng ấy, hai mặt cầu giới hạn có cùng bán kính và bằng bằng nhiêu nhỉ? Bằng 5 mét đi. Thì nó hỏi độ tụ D bằng bao nhiêu? D bằng bao nhiêu? Biết F bằng 0.25 mét. Được chưa? Rồi. Nếu mà biết F rồi thì dễ quá rồi, còn gì nữa. Sợ thế. Rồi. Bây giờ giải thôi nè. Dùng, các bạn nhớ công thức không? D bằng gì? D bằng N của thấu kính chia cho N này bằng 1.5 đi. Chia cho N môi trường trừ 1. Tất cả này nhân cho 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Đây là công thức tổng quát đúng không? Rồi. N thấu kính nó bằng nhiêu? Là bằng 1.5 nè. N môi trường đấy là đặt trong gì? Đặt trong không khí thì N môi trường xấp xỉ bằng 1 trừ 1. Rồi, hai cái R này bằng nhau và đều bằng 5, 1/5 cộng 1/5 bằng bấm máy thôi. Rất đơn giản. Nhiêu nhỉ? Đây là 1.5 trừ 1 nè. Nhân cho gì? 2/5. 1/5, 0.2 đấy. Đây bây giờ có 0.2 điốt thôi. Đó, được chưa? DB. Rồi. Hy vọng là qua cái bài nhỏ nhỏ này sẽ giúp các bạn dễ hình dung hơn về cái công thức này nha. Rồi, tiếp theo. Cái gì nữa nhỉ? À đây. Khả năng hội tụ hay phân kỳ của chùm tia sáng của thấu kính được đặc trưng bởi độ tụ D. Xác định với công thức. Rồi, anh vừa giải thích rồi. Độ tụ D nó đặc trưng cho cái độ bẻ cong ánh sáng, bẻ cái đường đi của ánh sáng ha. Bẻ càng nhiều thì nghĩa là độ tụ của cái thấu kính đó nó càng cao, được chưa? Và nó tỷ lệ nghịch với F nên người ta đặt D bằng 1 trên F thôi, không có công thức chứng minh đâu. À mà thêm nó thêm một phần nữa nha. R lớn không là mặt lồi mà R bé không là mặt lõm, được chưa? R bằng vô cực bằng là mặt phẳng là sao? À biến tướng xíu nha. Bài cũng là bài này nhưng mà nó bị giới hạn. Khác tí là nó bị giới hạn bởi một mặt cong. Đó, mặt cong có R bằng 5 này và một mặt phẳng. Thì bây giờ làm sao? Cũng số liệu như y chang như thế nhưng mà làm sao đây? Tính độ tụ D bằng nhiêu? À rồi, bây giờ nè. D thì nó cũng bằng gì? Bằng N thấu kính chia cho N môi trường trừ 1. Đây là 1 chia R1 cộng 1 chia R2. Nhưng mà rõ ràng ở đây nó chỉ bị giới hạn bởi một mặt cong thôi, nghĩa là chỉ có R1 thôi. Làm gì có R2? Đúng không? Mặt phẳng mà làm gì có bán kính? Mặt phẳng làm gì có bán kính? Làm gì có bán kính? Đúng không? Bán kính BK không phải bách khoa đâu nha. Bán kính nhá. Làm gì có bán kính? Rồi, làm gì có bán kính mà giải được công thức này? Thế bây giờ phải làm sao đây?
khó chịu nha. Nhưng mà làm được mấy bạn nè. Đây, giả dụ như đây là một thấu kính đi. Bạn nhìn nè, cái này nó cong ít nha, còn này là bên đây nó cong nhiều. Đó, được chưa? Cái này cong gần gần như mặt phẳng, gần như mặt phẳng, ok. Còn này cong nhiều. Rồi bạn nhìn đi. Bây giờ cái mặt cầu này nó to không? Còn mặt cầu này nó vừa vừa, nhỏ xíu à. Đây, mặt cầu này bán kính cỡ như đây nè. Còn mặt cầu này bán kính cỡ như đây nè. Đây là R2, đây là R1 đi. Nhìn đi. Có phải là cái mặt này, cái thằng này nè, cái cong nhỏ này nè, nó càng cái cong nhỏ này nó càng tiến ra một cái mặt phẳng nào đó, thì lúc đó cái R2 này nó tiến ra một số rất lớn không? Rất lớn. Đúng không? Rõ ràng luôn, nhìn đi. Cái mặt này nó càng ngày càng phẳng thì cái mặt cầu mà giới hạn nó càng to. Mà càng to thì R càng lớn, đúng không? Rõ ràng bên đây cong nhiều, R chút xíu à. Bên đây cong ít. Đó, R lớn, lớn vãi. Đây, R này nhìn rõ ràng có một sự khác biệt luôn. Nên khi mà nó là mặt phẳng, mặt phẳng thì sao? Thì cái R đó nó tiến đến vô cực. Vô cực ở đây tượng trưng cho một số rất lớn, được chưa? Và không có cái hằng nào mà mặt phẳng lại có bán kính cả. Người ta chỉ là một cái so sánh cho dễ hiểu thôi. Ok. Trong những bài toán của mình thì cũng không thể nào mà định nghĩa một mặt phẳng hoàn toàn được. Nó hơi cong, nó hơi sao đó. Và người ta biết được R đó sẽ tiến ra vô cực. Được chưa? Đây, mà khi R2 này nó tiến ra vô cực. Đây, R2 này tiến ra một số rất lớn thì sao? Thì 1 chia một số rất lớn. 1, các bạn học giới hạn rồi, 1 chia vô cực bằng gì? Tiến không phải bằng nữa mà bằng 0. Lim của nó sẽ bằng 0. Ok. Vậy thì bên đây, cái này sẽ tiến về 0. Tiến về 0. À, vậy mình chỉ quan tâm tới bên đây thôi. Vậy lúc đó mình ghi lại cái công thức đó là gì? D sẽ bằng gì? N thấu kính chia cho gì? N môi trường trừ 1 nhân cho 1 chia R trừ 0 cộng 0 rồi thì cũng không quan tâm. Ok, đây là câu, đây là gì? Đây là công thức gì? Một mặt cầu, một mặt phẳng. Thế bây giờ hai mặt phẳng thì sao? Hai mặt phẳng thì D bằng 0. Phải không? D bằng 0 nghĩa là lúc đó là chẳng qua là bạn chiếu ánh sáng đi qua một tấm thủy tinh thôi. Chiếu đường nào nữa thì bên đây nó cũng đi qua thẳng mà. Đúng không? Rõ ràng. Bạn chiếu thẳng thì qua thẳng. Rõ ràng mà. Còn bạn chiếu cong thì bị khúc xạ gì đó thì không biết. Nhưng mà bạn chiếu thẳng thì sẽ qua thẳng. Được chưa? Vì sao bằng 0? Vì lúc này D sẽ bằng gì? N thấu kính nè, chia cho N môi trường trừ 1. Đây là một thằng này tiến tới 0, thằng này cũng tiến tới 0 mà 0 cộng 0 bằng gì? Bằng 0 đúng không? 0 nhân một số gì bằng 0 chứ gì nữa. Phức tạp. Vậy là cái dòng này thì hiểu rồi ha. R bằng vô cực khi nó là mặt phẳng đây. Anh vừa giải thích xong. Này. Hình này vô cùng dễ hiểu. Các bạn chụp màn hình gì thì sao đó cũng được. Đừng quên hình này nha, tại vì những bài như thế này cũng nhiều đó. Rồi đến phần khá hấp dẫn, công thức thấu kính. Công thức về vị trí ảnh vật thì công thức này chắc là huyền thoại rồi, ai học về thấu kính thì cũng phải thuộc. Nó là gì? 1 chia F bằng 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Với gì? F là gì? Là tiêu cự. D là khoảng cách. Khoảng cách từ thấu kính đến vật. Đây là khoảng cách từ thấu kính đến ảnh. Ok chưa? Vậy thôi, 1 chia F bằng 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Có gì phức tạp đâu. Rồi, đó là công thức về gì? Về vị trí nè. Về vị trí của vật và ảnh, đúng không nè? F là tiêu cự, chẳng qua là đối với một thấu kính thì tiêu cự, nó có một cái tiêu cự nhất định, và tiêu cự đó là một hằng số, đúng không? Hằng số. Rồi, D và khoảng cách từ vật đến ảnh. Thì khoảng cách từ vật đến thấu kính là một biến số, nó có thể thay đổi. Và khi thằng này thay đổi, nó sẽ làm cho thằng này thay đổi. Vì thằng bên đây đâu thay đổi đâu. Bên đây không hề thay đổi, hằng số mà. Nên
Đây là công thức liên hệ giữa giữa gì? Giữa ảnh và vật, đúng không? Ảnh bên vật thay đổi thì bên ảnh thay đổi. Bên ảnh thay đổi thì chắc chắn bên vật cũng phải thay đổi. Đó, đó là sự tương hỗ giữa tụi nó. Được chưa? Rồi, có một số quy quy ước sau đây. Vật thật thì D lớn không nè. Vật ảo thì D bé không, vậy thôi. Không có gì phức tạp đâu. À, để ý nha, đây dòng này cũng là dòng cần nốt nè. Vì trong cái chương này thì thật sự là nó định nghĩa rất nhiều. Từ công thức D bằng một chia F cũng định nghĩa. Tiếp công thức gì? Công thức này thì không phải định nghĩa chứng minh được mà không nên biết làm gì. Vì dạng này là dạng rất đẹp rồi, các bạn nhìn là bạn dễ nhớ quá rồi, không cần chứng minh đâu. Vì chứng minh nó cũng dùng đến những cái quy tắc về hình học tam giác đồng dạng thôi, không có gì quá phức tạp cả, các bạn có thể lên Google search đầy. Nhưng mà công thức này nó cần phải định nghĩa sau đây nè. Vật thật thì D lớn không, vật ảo thì D bé không. Rõ ràng đúng không? Không có khoảng cách nào mà không, đây là khoảng cách từ vật đến đến gì? Đến thấu kính thì làm được khoảng cách mà bé hay không được. Nó dựa định nghĩa thôi. Làm như thế thì bài toán mình dễ dàng giải quyết hơn. Ok, và bị cái là mình phải nhớ nhớ nhiều. Và học thì nhớ nhiều quá cũng không tốt đâu. Rồi, tiếp là phần C nè, công thức về hệ số phóng đại ảnh. Hệ số phóng đại ảnh là sao? Hệ số phóng đại ảnh người ta kêu là K đấy. K bằng gì? Trừ D phẩy chia D. D phẩy là gì? Khoảng cách từ thấu kính đến gì? Đến ảnh. Rồi, D là gì? Khoảng cách từ từ thấu kính đến vật. Đó, vậy thôi. Đó, khoảng cách này nếu mà thằng tỷ số này càng lớn thì sao? Thì ảnh lớn hơn vật bao nhiêu đó lần. Vậy thôi, đâu có gì quá phức tạp đâu. Rồi, bây giờ biến đổi xíu nè. K bằng trừ D phẩy chia D. Và các bạn phải nhớ luôn cái dòng sau nó bằng gì? Trừ D phẩy chia D sẽ bằng F chia cho F trừ D bằng D phẩy trừ F chia F. Nó hơi lấn cấn ha. Mà cái bài chứng minh này, bài chứng minh, ok, chứng minh thằng này. Và bài chứng minh thằng này. Bài chứng minh thằng này. Chứng minh thằng này. Thì anh sẽ úp lên dưới dạng là một hình ảnh ở trên group 24 giải bài tập. Hy vọng là các bạn đón xem để hiểu bài kỹ hơn nha. Còn trong bài livestream thì không nên giải, vì giải rất là tốn thời gian, vì đây là những thứ mà đã được công nhận rồi, đã được kiểm chứng, đã được chứng minh rồi, từ lý thuyết đến thực hành đều đã được chứng minh rồi, nên mình không cần chứng minh lại, mình học thôi. Ok, còn bài bạn nào mà muốn giỏi hơn, bạn nào mà muốn tìm hiểu bản chất thì lên group của anh coi kỹ. Anh với thầy sẽ cùng nhau làm những cái bài chứng minh như thế này để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về vật lý 11. Ok, quan học đấy. Rồi, tiếp theo có lại có một số những thứ mà cần nhớ sau đây nè. Nếu K lớn không, ảnh vật cùng chiều, nghĩa là K dương đấy, dương thì là ảnh vật cùng chiều, âm âm ảnh vật ngược chiều, thế thôi. K lớn một, ảnh cao hơn vật, đúng rồi. K chỉ K bé một là ảnh thấp hơn vật, đúng quá, đúng, còn gì nữa. Hệ quả ở đây D phẩy thì bằng D nhân F chia cho D trừ F. Ở đâu ra vậy? Đây, ghi xương xương cho dễ hiểu ha. 1 chia F bằng 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Ok, bây giờ nó kêu mình rút D phẩy ra thì suy ra được 1 chia D phẩy bằng gì? Bằng 1 chia F trừ 1 chia D. Đúng không? Ok, rồi bạn úp D phẩy lên thì bên đây nó một phần của thằng này. 1 phần 1 chia F trừ 1 chia D. Rồi, biến đổi tiếp thôi. Đây, ở dưới đây mẫu chung là D nhân F. Ở trên đây là D trừ F quy đồng. Rồi, thằng này đây là đem lên trên D F D trừ F, đúng không? D phẩy đây. Rồi. Nó kêu gì nữa? D. Rồi. Nó kêu là F, đúng không? 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Nó kêu rút F ra. Thế bây giờ F là gì, đâu lật ngược lại là 1 chia 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Rồi, quy đồng tiếp thì nó sẽ bằng F bằng gì? Là 1 chia cho D phẩy cộng D chia cho D nhân D phẩy. Quá rõ ràng.
d nhân d phẩy chia cho d phẩy cộng d. Các bạn cứ nhớ như thế này nè, tiêu cự bằng hai lần tích, tiêu cự bằng tích chia tổng, tích chia tổng, được chưa? Tích là gì? Tích giữa hai khoảng cách, khoảng cách giữa thằng nào? Giữa giữa d và d phẩy. Ok, đây công thức đây. Nhớ được những công thức này giải nhanh thì trời mấy bạn bá đạo rồi, không có ai chơi lại mấy bạn đâu. Còn nhớ không nhớ được thì phải nhớ, ít nhất là phải nhớ được công thức này. Thế mới căng. Thế bây giờ công thức nào cũng được, miễn là bạn nhớ và bạn giỏi. Nếu mà bạn là một người giỏi suy luận, bạn chỉ cần nhớ một công thức này thôi. Nhưng mà nếu mà bạn là một người kiểu như là hơi chậm chạp trong việc biến đổi toán đây, từ chẳng hạn như là từ này biến qua đây, rồi biến qua đây, rồi biến qua đây, rồi mới được công thức bên đây, thì bạn nên học thuộc. Hoặc là bạn mua máy tính nha, máy tính xếp xô thôi. Mệt ghê. Rồi sau khi dùng công thức này thì nhớ dùm anh là d, cái d thấu kính nó là ảnh thật thì sao, nó ảnh ảo thì sao, ủa phải không, nó dựa vào vật thật vật ảo chứ. Này vật thật thì d lớn không, vật ảo d bé không đó. Nhớ được, phải nhớ đây, nhớ công thức này là tối thiểu, và phải nhớ luôn điều kiện của nó nữa. Hai thằng này tương hỗ với nhau, không có thằng nào mà giờ ít hơn thằng nào cả nha. Rồi đây là hệ quả từ công thức trên đây. Công thức trên này biến đổi được công thức, những công thức dưới đây này. Và bạn để ý giùm anh công thức này nha, sau này dùng nhiều lắm á, được chưa? Rồi tiếp, công thức khoảng cách vật và ảnh. Thì người ta ký hiệu đó là L nè. L bằng D cộng D phẩy chỉ tuyệt đối. Hay nói cách khác là khoảng cách giữa vật và ảnh ha. Người ta nói cách khác là gì? Là khoảng cách giữa vật, vật đến màn, vật đến màn, đến màn, được chưa? Vì sao vậy? Bạn nhớ được cái này thì sau này bạn liên quan đến công thức Bassel này vậy. Thì dễ học hơn. Nhìn cũng một công thức, một ký hiệu nhưng mà hoàn toàn dễ hiểu, dễ học. Rồi thì L này sẽ bằng trị tuyệt đối D cộng D phẩy. Nó lại định nghĩa tiếp nè. Nếu vật thật qua thấu kính cho ảnh thật, vật thật, ảnh thật, L lớn không. Vật ảo cho gì? Ảnh ảo, thì L bé hơn không. Dễ hiểu thế thôi. Đây, thực sự là chương này nó hơi gọi là hắc não các bạn, ở chỗ là các bạn phải nhớ quá nhiều công thức nào cũng có điều kiện để đi đây. Một độ tụ cũng điều kiện bé không, lớn không, lòi lõm gì đó, bằng người vô cực thì là mặt phẳng đó. Nhớ cái này, đến công thức về ảnh vật thì cũng lại d lớn không thì vật thật, d bé không vật ảo. Đây hệ số phóng đại cũng phải nhớ, lớn không, bé không, rồi sau đó rồi tới đây cũng phải nhớ, vô cùng nhớ, rất nhiều nhớ vô cùng nhiều. Nên là học phần này học kỹ, không học kỹ là chết đó, khổ quá, dặn đi dặn lại hoài. Bài này nhớ học kỹ những điều kiện nha, điều kiện vô cùng quan trọng, không có điều kiện thì toang. Rồi tỷ lệ về diện tích vật vẩm thì cái này ít ra lắm, nên các bạn bạn nào giỏi thì cứ coi thêm ha, vô cùng ít ra. Đây phần thú vị đây. Điều kiện để vật thật qua thấu kính cho ảnh thật thì khoảng cách giữa vật đến màn, L nó sẽ lớn bằng 4 nhân F. Ok, được chưa? Rồi đây chính là công thức Bassel. Công thức gì về Bassel đúng không ta? Anh nhớ là như thế này phải. Có ai nhớ không cho anh biết thôi, anh chả nhớ lắm. Công thức Bassel thì phải. Thì cái nó phát biểu như sau đây nè. Vật AB đặt cách màn một khoảng L. Giả dụ đây là thấu kính màn hứng ảnh. Ok, AB là đứng đây, vật AB, AB hay BA gì đó, cách màn một khoảng L ở đây. Có phải L là khoảng cách từ đây, là khoảng cách từ đây là D, còn đây là D phải không? Rõ ràng. Còn đây là tiêu cự nè, tiêu cự. Ok, đấy khoảng cách đây là d phẩy nè. Bởi vì em mới nói từ đầu, từ ban nãy luôn là cái
đây là khoảng cách từ vật nó mang nó không bằng chỉ thiệt d cộng d phẩy, rõ ràng luôn, d cộng d phẩy nè, này chính là l đấy, mang nè, mang hướng ảnh, được chưa? Rồi đặt AB cách màn một khoảng l, rồi AB cách màn một khoảng l, rồi có hai vị trí của thấu kính đặt cách nhau l, thì cho ảnh rõ nét trên màn. Ok, đây là vị trí thứ nhất. Đây, ban đầu bạn đặt vị trí ở đây thì trên màn cũng hướng được một ảnh rõ nét. Rồi, ban sau bạn đặt một thấu kính ở đây, vị trí khác cách nhau một khoảng l, thì cũng cho ảnh rõ nét. Lúc đó thì cái ông Basel này tìm ra hệ thức, đó là cái tiêu cự lúc này nó sẽ bằng gì? L bình là khoảng cách giữa vật đến màn đó, khoảng cách giữa vật đến màn nha, vật đến màn là l. Ok, là l bình trừ cho l lớn bình nhé, trừ l nhỏ bình. L nhỏ bình là khoảng cách giữa hai thấu kính sao cho ảnh rõ nét, đều rõ nét trên màn, chia cho 4l. Đó, vậy thôi, vô cùng đơn giản. Và đây là hệ thức khá đẹp đó nha, dùng cũng nhiều đấy. Có khi thi đại học người ta cũng lấy ra, người ta cho test cái độ bất ngờ của bạn không chừng, nên là học không có lơ là. Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính độ tụ tương đương là d, thì nó tính tổng rồi lại thôi. Giả dụ đặt rất nhiều, rất là một cái hệ thống thấu kính gì đó, hệ thống thấu kính, thấu kính á, thì độ tụ á, độ tụ của cái hệ thống này nó sẽ bằng d 1 cộng d 2 cộng d 3 gì đó, với d 1 là thấu kính của d 1 d 2 d 3 là từng là độ tụ của từng thành phần cấu tạo nên cái hệ thống đó, được chưa? Rồi đi qua phần tiếp theo, đó là khái niệm về vật và ảnh nè. Vật là dao của chùm tia tới, chiếu tới dụng cụ. Vật thật, chùm tới là chùm phân kỳ. Rồi vật ảo, chùm tới là chùm hội tụ. Ảnh là dao của chùm tia ló khỏi dụng cụ. Trời, cái này thực sự là nhức đầu đấy. Nó định nghĩa vô cùng khó hiểu. Tại sao vật là dao của chùm tia tới, chiếu tới dụng cụ, rồi vật thật nữa là chùm tới, là chùm phân kỳ. Tại sao chùm phân kỳ lại là vật thật mà là chùm hội tụ lại là vật ảo? Nhức đầu đấy, không đùa đâu. Đây, thế tại sao vật thật lại là chùm phân kỳ đấy? Ví dụ anh công thấu kính hội tụ như thế này, vật thật là như thế này, tiêu cự f, tiêu cự f phẩy, rồi quan tâm ô. Thế bây giờ bây mình chiếu đây qua tiêu cự, qua quan tâm. Ok, đây chùm tới là chùm phân kỳ, đúng không? Đây bạn nói dài hai này ra thì có phải nó không dập nhau không? Nó phân kỳ gì nữa thì rõ ràng đây là vật thật rồi. Ngược lại thì nó vật ảo, thì nó bên ở đây nó hội tụ thì bên đây nó phải vật ảo thôi. Hiểu chưa? Hiểu không? Đây rõ ràng đây là đây tới phân kỳ nè. Nó hai này có gặp nhau đâu, và nó chỉ gặp nhau bên đây thôi. Ok, ảnh nó bên đây nè. Ảnh này ảnh thật nha, chiều vật. Tương tự tự cho khác các bạn có thể chứng minh một cách dễ dàng. Rồi. Chùm ló là chùm hội tụ đúng không? Đây, ảnh thật chùm ló chùm hội tụ đây. Ló đây, hội tụ qua đây nè. Đấy, ló. Bên đây là tới nè. Thì bên đây là ló nè. Ló hội tụ thì là ảnh thật. Đây ảnh thật. Và bên tới phân kỳ thì là vật thật. Đó, gì đâu, có gì đâu khó hiểu. Rồi. Tính chất tiếp, phần tiếp theo là gì? Tính chất ảnh của một vật qua thấu kính, chỉ xét vật thật thôi, với thấu kính hội tụ nha. Nếu cho ảnh thật, ảnh ngược chiều vật hướng được trên màn. Rồi, ảnh thật khi nào nhỏ hơn vật? Ảnh thật nhỏ hơn vật nếu d lớn hơn AF. Lại phải nhớ rất nhiều, không nhớ cũng được, nhưng mà nhớ thì giải toán nhanh hơn. Lớn hơn vật nếu nằm trong khoảng F và F đến 2F, và bằng vật nếu d bằng 2F. Nhức đầu không? Và nhớ từ đầu không, thấu kính hội tụ thì d sao? Nếu cho ảnh ảo hả? Ảnh ảo luôn cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Ok,
Rồi thấu kính phân kỳ, thằng thấu kính hồi tụ này nó giống như con gái vậy, khó hiểu phải gì ra nhìn đi, nó một mình nó một đống anh thật thì nhỏ hơn khi nào, lớn hơn khi nào, bằng khi nào, rồi cái kiểu thấu kính phân kỳ vô cùng đơn giản, ảnh luôn là ảnh não cùng chiều nhỏ hơn vật, quá dễ hiểu có gì đâu. Rồi phần này quan trọng nhé, cách vẽ đường đi của tia sáng sau khi mà mình học những thứ liên quan đến hệ thức các kiểu, thì bây giờ để làm để ứng dụng vào bài tập thì mình đầu tiên cái không sai á, là mình phải vẽ được, mình phải biết được là nó vẽ hay sao đã thì mới làm được chứ đúng không. Rồi sử dụng các tia đặc biệt sau. Rồi để vẽ đối với thấu kính hội tụ nha, để vẽ được một cái ảnh của một cái vật sáng AB gì đó thì đầu tiên á các bạn phải vẽ một cái thôi anh vẽ qua đây cho dễ nhìn nha, nhìn hình thì cũng khó hiểu lắm đây. Đó thấu kính hội tụ hai đầu nhọn nha. Rồi giả dụ như F ở đây, F phẩy ở đây, ok vật AB, AB. Rồi bây giờ đây là quan tâm ô nha, bây giờ để vẽ được ảnh của AB khi mà truyền qua thấu kính này, thấu kính hội tụ đi, thì cái tip là sao? Đầu tiên á, các bạn từ cái ngọn của AB này bạn vẽ một tia sáng song song, song song với gì, với lại trục chính, được chưa? Rồi mà như đầu mình nói á, là miễn sao á, đối với thấu kính hội tụ á, tia sáng song tia tới tới nhé, bên đây ló nhé, tia tới song song với trục chính thì cho tia ló đi qua tiêu điểm, tiêu điểm đây thì nó đi qua tiêu điểm thôi, tiêu điểm đó. Rồi tiếp bạn từ cũng là từ ngọn AB bạn vẽ gì, một tia sáng đi qua quang tâm ô nha, quang tâm ô, quang tâm ô đó. Rồi giao giữa hai thằng này chính là ngọn của ảnh, ảnh đây, đây là ảnh nhé, đây là ảnh A phẩy B phẩy phải, ừ đó được chưa. Thế bây giờ khoan, vừa chỉ dựa vào hai đường thôi các bạn có thể vẽ được cái ảnh của AB rồi. Nhưng mà ảnh AB dễ dễ nha, dễ hình dung nha, chứ ảnh thấu kính phân kỳ thì hơi rối não đấy. Đây nhìn hình nè, nhìn hình đi, mới vô nhìn hình làm sao hiểu được, mình phải dựng từ từ, mình phải cho vật AB rồi mình phải vẽ tia song song với trục chính, rồi mình vẽ tia qua quang tâm, rồi mình mới xác định được giao điểm, từ giao điểm nối xuống trục chính thì mới có được ảnh, hiểu không? Rồi nhìn hình bên đây nè, trời đất ơi nó phức tạp vô cùng, bạn nào mà học mà lơ tơ mơ xíu thì căng đấy, không đùa đâu. Bây giờ nè anh sẽ vẽ tia sáng đi qua một thấu kính phân kỳ, được chưa, phân kỳ nha, đây đây là một thấu kính phân kỳ, phân kỳ thì vẽ ký hiệu là như thế này nè, đến thể hiện cho hai lìa dày đó, đây là trục chính đi qua quang tâm ô, ô đây nó có hai tiêu điểm F, F phẩy, ok. Rồi bây giờ nè anh cho sáng quá, anh cho đây vật AB nằm đây, AB nằm đây, AB ha. Rồi cũng là quy tắc hồi nãy, mình cũng cho một tia tia tới song song với lại trục chính tia, rồi nhưng mà lúc này thôi từ từ nha. Rồi tia sáng qua quang tâm ô không bị đảo hướng, mà thấu kính nào cũng vậy, qua quang tâm ô thì không bị đảo hướng, lúc đầu mình đã nói rồi, mình đã khẳng định từ đầu rồi, đi qua quang tâm ô thì không bị đảo hướng. Rồi như là những cái bài hồi nãy là thấu kính hội tụ, thấu kính hội tụ đây là thấu kính phân kỳ nha, bài nãy thấu kính hội tụ thì sao, thì tia sáng nó sẽ bị bẻ vào đây nè, nó sẽ bị lôi vào đây, nhưng mà đây là thấu kính phân kỳ, nó không bị cụp vào, nó không bị cụp vào mà nó bị đẩy ra. Nó đẩy ra giống cái chiều của thằng này nè, đẩy ra, đẩy ra, ví dụ như tới đây thì đẩy ra, tới đây thì đẩy ra. Thì bây giờ mình phải đẩy ra thôi, sao giờ đẩy ra như thế này. Rồi ơi anh vẽ hơi sai rồi. Rồi từ tiêu điểm nè, bạn nối đường lên đây,
Nó qua tiêu điểm nhưng mà nó là đường nối dài nha. Nó không có chuyền thẳng qua đây đâu mà nó là đường nối dài kéo xuống đây. Thì nè. Thì đó, giao điểm giữa thằng này với thằng này chính là gì? Chính là B phẩy A phẩy, ảnh vật đó. Đó, càng khẳng định cái đầu luôn đó là ảnh luôn là ảnh ảo. Đó, cùng chiều, cùng hướng, cùng bên vật là ảnh ảo á. Đây, cùng hướng với vật bên đây là ảnh ảo nè. Rồi gì nữa? Cùng chiều vật, nhỏ hơn vật đó không? Cùng chiều nè, hướng lên hết nè. Và nhỏ hơn vật, rõ ràng nhỏ hơn vật. Đó, phân kỳ vô cùng dễ. Vẽ nó hơi phức tạp thôi nhưng mà về cái việc giải toán nó rất là dễ. À không nói hết đâu, chỉ những bài cơ bản thì nó dễ. Như nãy giờ là chỉ các bạn vẽ hình rồi đúng không? Còn nào nữa không ta? Thôi được rồi. Về anh sẽ tóm tắt về cái hộp buổi stream hôm sau nha. Đây các bạn nhìn đây, các dạng bài tập đó. Bây giờ giải cũng được nhưng mà thực sự là các bạn chưa nhớ được công thức đâu. Giải nó là lấn cấn, nó rất là vừa giải vừa nhắc lại rất là khó khăn ha. Thay vì đó bây giờ này anh sẽ tóm tắt lại từ đầu đến cuối nãy giờ anh giảng cái gì ha, đầy đủ tóm tắt ha. Rồi đầu tiên á là mình cần phải tóm tắt về gì, mình cần phải đầu tiên là các bạn phải biết là định nghĩa về thấu kính nè, định nghĩa về thấu kính ha. Thì bây giờ định nghĩa thấu kính là khối cầu, khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu rồi gì bla gì đó. Thì các bạn cái này bỏ qua đi, nói cho biết thôi. Trong phần này các bạn phải hiểu được có hai loại thấu kính nè, hai loại thấu kính là thấu kính hội tụ và gì thấu kính phân kỳ. Ok, thấu kính hội tụ là sao? Là có hai rìa mỏng. Thấu kính phân kỳ là gì? Có hai rìa dày đó. Mà thằng này nó được ký hiệu sao? Nó bạn này được ký hiệu sao? Đó, ok chưa? Đây là phần cơ bản. Và các bạn phải biết là thấu kính nó sẽ được giới hạn bởi hai mặt cầu. Giới hạn bởi hai mặt cầu. R1 R2, được chưa? Rồi. Các bạn phải quan tâm đến gì tiếp theo là gì nữa, là đường đi của tia sáng qua lăng kính nè. Đường đi của tia sáng qua lăng kính. Ok. Rồi gì nữa? Công thức. Công thức ảnh vật. 1 chia F bằng 1 chia D nè, cộng 1 chia D phẩy nè. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Công thức gì? Công thức về độ tụ nè. D bằng gì? 1 chia F bằng N thấu kính nè, chia N môi trường trừ 1. 1 chia R1 cộng 1 chia R2. R1, R2 là gì? Anh đã nói rõ rồi và điều kiện của nó anh cũng đã nói rõ rồi, các bạn tua lại xem nha. Rồi gì nữa? Công thức phóng đại ảnh nè, phóng đại ảnh nè. Ảnh thì có gì? K bằng gì? Trừ D phẩy chia D bằng gì nữa? F chia cho F trừ D bằng D phẩy trừ F chia cho F. Đó. Rồi còn gì nữa không nhỉ? Rồi, tiếp là công thức Bessel. Anh không nhớ rõ tên nha. Hình như là vậy đấy. Tiêu cự sẽ bằng gì? L bình trừ cho L nhỏ bình chia cho 4L. Rồi với L bằng gì? D cộng D phẩy. Rồi về tính chất của ảnh. Tính chất của ảnh thì đối với thấu kính hội tụ ảnh thực nha. Nó nhỏ hơn vật khi nào? Nhỏ hơn vật nè. Nhỏ hơn vật khi nào? Khi mà D này nó lớn hơn AF nè. Rồi sao nữa? Nó gì? Nó lớn hơn khi nào? Khi D lớn hơn, nằm trong khoảng F đến 2F nè. Rồi khi nào nữa? Bằng bằng gì? Bằng bằng luôn, bằng vật luôn. Khi nào? Khi D bằng 2F. Ok chưa? Quá dễ hiểu mà. Rồi gì nữa? Đối với thấu kính phân kỳ. Thấu kính phân kỳ là một chàng trai dễ hiểu.
Thì ảnh luôn là ảnh ảo, luôn là ảnh ảo nè, cùng chiều nè, và nhỏ hơn vật, nhỏ hơn vật, ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn, dễ hiểu quá mà. Rồi, anh show lại nè, show lại nè, tóm tắt nè, rồi gồm những gì đó. Rồi, cảm ơn các bạn hôm nay đã xem phần livestream của anh ha. Hy vọng là hôm sau, hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ tư đúng không? Thì hôm sau thứ sáu thì các bạn lại đón xem anh vào lúc 8 giờ. 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần luôn. Không, 2 thứ sáu hàng tuần luôn. Để anh có thể kèm cặp các bạn, hy vọng là các bạn có thể thi tốt hơn. Được chưa? Tạm biệt.